Lơ đừng ấy cầm vào đấy bẩn con. Giờ đi lại sang xem con cá sấu nào. Đấy là hồ rơi của tổ nuôi không đấy. Đấy là hồ rơi của tổ nuôi không. Con gì vậy con? Có cả con gấu gì á? Con gọi nó đi. Đấy là con ngan con ạ. Con ngan này, con gà trống này, con ngỗng này, con gà tây này. Con ơi, John ơi, đây là con gì? Đây là con gì? Con ngỗng. Con nói con ngỗng đi. John ơi, John ngã này. Con đi chơi với ai? Con ngỗng nó cao thế nào nhỉ? Con đen. Quả đúng. Quả gà ngỗng này. Gà được trưng bày, gà là